Kính thưa quý khán giả, tạm dừng đấu giá đất vì tăng quá ảo. Đây chính là tiêu điểm sẽ được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia hôm nay. Mời quý khán giả bắt đầu theo dõi. Thưa quý khán giả, sau những phiên đấu giá đất với mức giá tăng quá ảo, gây bão dư luận, vào cuối tháng 7 và giữa tháng 8 vừa qua, tại một số huyện ngoại thành Hà Nội, cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra, làm rõ xem có tình trạng cò đất tham gia thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường hay không. Thì mới đây, nhiều huyện ngoại thành Hà Nội đã thông báo tạm hoãn đấu giá đất theo như lịch dự kiến. Cụ thể, thông tin của Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai, Hà Nội, địa phương này đã có công văn gửi Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện và các công ty tổ chức đấu giá về việc dừng đấu giá 114 thửa đất tại khu vực Đầm, thôn Mục Xá, xã Cao Dương, trong hai phiên với mỗi phiên 57 thửa đất. Đây là những lô đất dự kiến được đưa lên sàn đấu giá vào ngày 8 tháng 9, có diện tích từ hơn 74 đến 135 m2 một lô, đều có giá khởi điểm 8,8 triệu đồng một m2. Cùng với huyện Thanh Oai, huyện Hoài Đức, Hà Nội cũng từng là nơi gây bão với giá đất sau khi đấu giá khiến Bộ Tài nguyên Môi trường phải vào cuộc xác minh, làm rõ những nghi vấn mà dư luận đặt ra. Theo đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức, Ủy ban Nhân dân huyện quyết định dừng đấu giá đất để chờ đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên Môi trường về xác minh các vấn đề liên quan đến công tác đấu giá. Theo đó, các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đã mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước sẽ được bảo lưu hồ sơ hoặc được hoàn trả lại tiền theo đúng quy định. Thời gian tiếp tục tổ chức đấu giá, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức sẽ có thông báo sau. Tương tự hai huyện trên, quận Hà Đông, Hà Nội cũng thông báo tạm hoãn đấu giá đất theo như dự kiến. Cụ thể, công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia, đơn vị tổ chức đấu giá đất vừa thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 27 thửa đất tại các phường Phú Lương, Yên Nghĩa và Dương Nội, quận Hà Đông mà theo dự kiến được tổ chức vào ngày 7 tháng 9. Quay trở lại việc đấu giá đất ở những phiên trước đó, trái ngược với thị trường các tỉnh thành phía Nam, khi đấu giá đất có phần ảm đạm, thì tại Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc, thị trường bất động sản đang ghi nhận sự tăng nhiệt trở lại, với những phiên đấu giá đất nền lập đỉnh về giá chưa từng có trong lịch sử. Trong phiên đấu giá 19 lô đất tại khu LK04 của thôn Lồng Khúc, xã Tiền Yên thuộc huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, đang gây sự chú ý của dư luận cả về số hồ sơ, số người tham gia đấu thầu, mức độ gây cấn trong đấu giá, cũng như tiếp tục thiết lập kỷ lục giá đất mới tại khu vực này. Đáng chú ý, số lượng đấu giá chỉ có 19 lô đất, nhưng đã có tới hơn 700 hồ sơ tham gia đấu giá. Bắt đầu diễn ra từ đầu giờ sáng 19 tháng 8, nhưng phải sau 19 tiếng đồng hồ với nhiều vòng đấu giá, cho đến tận 4 giờ 30 phút sáng ngày 20 tháng 8, thì phiên đấu giá 19 lô đất nói trên mới kết thúc. Giá trúng cao nhất tại phiên đấu giá cũng đã lập đỉnh kỷ lục mới của khu vực này với giá 133,3 triệu đồng một mét vuông, gấp hơn 18 lần giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng một mét vuông. Theo thông tin được đơn vị tổ chức công bố, toàn bộ lô đất nói trên đều đã bán đấu giá thành công. Trong đó, lô cao nhất trúng với giá 133,3 triệu đồng một mét vuông, có ký hiệu LK03-12, nằm ở vị trí gốc với hai mặt thoáng, diện tích trên 113 mét vuông. Như vậy, người trúng đấu giá sẽ phải bỏ ra gần 15,1 tỷ đồng. Bên cạnh lô đất trên, 11 lô khác cũng được thiết lập mức giá trên 100 triệu đồng một mét vuông. Hai lô đất có giá trúng thấp nhất tại phiên này là 91,3 triệu đồng một mét vuông. Tuy nhiên, mức giá này vẫn cao gấp 12,5 lần giá khởi điểm. Đất đấu giá tại Hà Nội đang nhận được sự quan tâm tích cực từ giới đầu tư, vì đây có thể là tín hiệu khởi sắc rõ nét của thị trường. Tuy nhiên, với hạ tầng cơ sở chưa hoàn chỉnh, quy hoạch của nhiều khu vực đấu giá ở vùng ven đô không có gì phát triển đột biến, thì việc đấu giá đất các thửa đất lên cao ngất ngưỡng khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có hay không tình trạng đầu cơ, thổi giá để trục lợi, điều đã từng xảy ra trong quá khứ chăng? Thực ra hiện tượng lập đỉnh giá đất mới sau đấu giá như trường hợp phiên đấu giá đất ở huyện Hoài Đức nói trên không phải là mới. Trước đó vào ngày 10 tháng 8, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội cũng tổ chức thành công phiên đấu giá 68 thửa đất tại khu ngõ 3, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Các thửa đất đấu giá có diện tích từ 60 đến 85 m2 với giá khởi điểm từ 8,6 triệu đồng một m2 đến 12,5 triệu đồng một m2. Phiên đấu giá đã thu hút được 4.600 hồ sơ nộp tham gia, nhưng chỉ có 4.201 hồ sơ đủ điều kiện của 1.545 người. Đáng chú ý, kết thúc phiên đấu giá, lô gốc có giá trúng cao nhất là gần 100,5 triệu đồng một mét vuông.
gấp 8 lần so với giá khởi điểm. Các lô thường có giá trúng 63 đến 80 triệu đồng một mét vuông, gấp 5 đến 6,4 lần so với giá khởi điểm. Không chỉ tại huyện Thanh Oai, giá đất đấu giá ở nhiều huyện khác của thành phố Hà Nội cũng rất cao. Trước đó, ngày 28 tháng 7, có 85 thửa đất tại huyện Đan Phượng, giá trúng đấu giá cũng gần 100 triệu đồng một mét vuông, tùy từng lô, vị trí. Còn huyện Đông Anh từng tổ chức đấu giá đất, giá trúng đấu giá nhiều lô đất cũng vọt lên hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Với giá đất cao ngất ngưỡng trong các phiên đấu giá nói trên, song vẫn cháy hàng, đã khiến dư luận đặt ra ai mới thật sự là người đứng sau những cú lập đỉnh giá đất nói trên. Theo một số chuyên gia và nhà đầu tư, việc giá đất cao gấp 7 đến 8 lần giá khởi điểm trong một khoảng thời gian ngắn là bất thường. Khả năng cao sẽ có một số trường hợp bỏ giá cao rồi bỏ cọc, nhằm tạo sóng lùa gà, tức nước sóng để hưởng chênh lệch. Đơn cử như phiên đấu giá đất tại huyện Thanh Oai diễn ra vào đầu tháng 8 vừa qua. Dù đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai cho biết quy trình tổ chức đấu giá an toàn tuyệt đối, một vài khách hàng có thắc mắc nhưng không xảy ra vấn đề gì. Mọi việc đều đã được kiểm soát. Phiên đấu giá có sự tham gia của 1.600 người, với tổng số hồ sơ nộp đăng ký tham gia đấu giá lên tới 7.000 bộ, đạt kỷ lục về số lượng hồ sơ tham gia một phiên đấu giá đất ở huyện Thanh Oai từ trước tới nay. Vậy nhưng, nhiều nhà đầu tư có máu mặt thực sự đã tỏ ra ngạc nhiên khi hàng ngàn lô đất ở các huyện vùng ven cách trung tâm thành phố gần 40 km đều được chốt giá trên trời. Mà theo họ là với mức giá trên, không biết đầu tư thế nào để có thể sinh lời trong ngắn và trung hạn. Theo tìm hiểu thực tế của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính, tại phiên đấu giá 19 lô đất ở huyện Hoài Đức, trong số các hồ sơ nộp tham gia đấu giá đất, bên cạnh những người mua có nhu cầu thực sự thì còn có sự góp mặt của không ít các môi giới và cả các nhóm chơi đấu giá đất chuyên nghiệp. Một đại diện tham gia phiên đấu giá cho biết họ tham gia theo nhóm, tất cả cùng hùng vốn chung và tham gia đấu giá. Số lượng đấu giá có thể lên đến hàng chục lô đất. Nếu đấu giá trúng, sẽ thấy nhu cầu mua sau khi đấu giá vẫn còn cao. Nhóm sẽ lập tức bán ngay, lướt sóng để ăn chênh lệch giá, sau đó sẽ tìm đến các phiên đấu giá đất khác. Khi phiên đấu giá đất đạt kỷ lục về số lượng người tham gia, giá trúng tăng gấp tới 7 đến 8 lần mức khởi điểm, cao hơn mức trung bình của thị trường khu vực. Các chuyên gia cho rằng đó là điều bất thường và khuyến cáo người mua cần hết sức thận trọng. Theo công cụ thống kê lịch sử giá trên nền tảng công nghệ của trang bấtđộngsản.com.vn, giá rao bán phổ biến đất nền ở xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức trong quý 2 năm 2024 chỉ là 43 triệu đồng một mét vuông. Trong vòng một năm qua, giá đất ở địa phương này đã tăng hơn 48%. Tuy nhiên, giá đất trúng đấu giá trong phiên vừa qua vẫn cao gấp từ 2 đến 3 lần so với mặt bằng giá phổ biến. Tương tự đối với phiên đấu giá đất ở huyện Thanh Oai diễn ra vào hôm 10 tháng 8, vẫn theo công cụ lịch sử giá của nền tảng công nghệ bấtđộngsản.com.vn, giá rao bán đất trung bình ở địa phương này tăng khoảng 80% trong vòng 4 năm qua. Từ mức phổ biến là 15 triệu đồng một mét vuông năm 2020 lên mức 27 triệu đồng một mét vuông năm 2024. Như vậy, với mức giá trúng đấu giá từ 63 đến 100 triệu đồng một mét vuông cho những lô đất tại xã Thanh Cao thì cho thấy cao gấp 2,3 đến 3,7 lần. Với mức giá trúng đấu giá cao hơn mặt bằng chung từ 2 đến 3 lần, người dân sở hữu đất ở khu vực xung quanh có tâm lý đẩy giá bán đất của mình theo. Mức giá đất cao đột biến cũng có thể tạo ra xu hướng đầu cơ đất đai khi nhiều người đổ xô mua đất với hy vọng kiếm lợi nhuận từ việc giá đất tiếp tục tăng. Cuối cùng, hệ lụy của điều này là có thể gây ra tình trạng dòng tiền bị ứ động vào đất thay vì được lưu thông trong các hoạt động kinh tế khác. Thực ra, chiêu trò thổi giá này không mới và đã từng xảy ra. Đó là sau khi Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội hơn chục năm trước, đất nền tại một số khu vực ở Lương Sơn, Hòa Bình, Xuân Mai, Hà Nội cũng từng sốt vì những thông tin nhiễu loạn về quy hoạch. Hệ quả là khi cơn sốt đất đi qua, nhiều người đã giàu lên từ những khoản lời kiếm được qua lướt sóng, trong khi nhiều người ôm trái đắng khi thành kẻ mua sau cùng. Đất không bán được, trong khi các khoản nợ vay ngân hàng thì ngày một phình to. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động kinh tế, góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!